Dạ thưa với các bạn, thì hiện giờ Vũ Chiến đang có mặt tại xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Dạ thưa với các bạn, thì Vũ Chiến hôm nay đến đây để trao một cái phần quà của chị Lan với anh Dũng ở Canada cho mẹ con của chị Đẹp với bé Duyên. Đây thưa với các bạn, thì hai mẹ con sống ở cái khu vực này gọi là khu vực không biết là nghĩa trang hay nghĩa địa gì mà quá trời mồ mả của ông bà luôn. Thì bây giờ Vũ Chiến đến đây để trao một phần quà của chị Lan với anh Dũng cho hai mẹ con. Dạ thưa các bạn, thì hai mẹ con của chị Đẹp với bé Duyên đang ở trong đó các bạn. Thì kế bên đây là những cái phần mộ mà không biết là của người thân hay là của ai. Để bây giờ Vũ Chiến vô trong để Vũ Chiến tìm hiểu cho quý vị xem. Dạ, trao cái phần quà của chị Lan với anh Dũng. Đây thưa quý vị các bạn, thì căn nhà nhỏ nằm ở phía sau quá trời nhiều mồ luôn. Đây có cái ao đó nè. Ồ, trước cửa có cây dừa. Ồ, bên kia đồng ruộng các bạn. Đồng ruộng bên đây người ta xả lúa. Còn bên kia chỗ mà Vũ Chiến chỉ cho các bạn xem đó, bên đó người ta trồng ớt đó. Rồi, bây giờ mời Vũ Chiến, mời quý vị các bạn theo chân Vũ Chiến để vô tìm hiểu chỗ chị Đẹp với bé Duyên như thế nào nha. Ồ, chào chị. Hai mẹ con khỏe không? À, bé Duyên nay con đi học chưa? Rồi hả? Bữa nay là ngày du học đầu tiên phải không? Dạ. Chào chị. Ê, Kỳ. Ê, hai mẹ con lấy ghế ngồi đó đi. Rồi, cho chú Chiến cái luôn coi. Đây, em giới thiệu chị là em là Vũ Chiến, là Chiến Đồng Tháp. Dạ. Thì hôm nay đến đây thì tại vì có xem chị trên mấy cái clip của mấy cái kênh của mấy anh kia quay á, thì thấy hoàn cảnh của chị cũng khổ quá. Chị, đất này là đất của ai? Ở đậu hả? Rồi bàn thờ đó là chồng hả? Chồng. Anh mất này lâu chưa chị? Không, mấy năm rồi chú. Mấy năm con? 12 năm hả? Ủa, cái nhà. Nhà người ta xây cho, nóng quá nóng. Bây giờ các bạn, nhà nóng quá. Tôn không mà có căn nhà nhỏ xíu à. Người ta cho này ở đậu. Dạ. Sao đằng trước em thấy quá trời mồ, mồ đó của ai? Nghĩa trang của xã hả? Nghĩa trang. Ở vậy có sợ không? Không, quen rồi. Quen rồi, là ở này, đây ở đây bao nhiêu năm rồi? Hồi không. Đó, mới 3 tuổi thôi. Ba tuổi tới giờ, Duyên hồi đó con mới sanh ra con thấy mồ đừng sợ không? Không. Quen hả? Hồi đó em ở Phong Mỹ đó. Ở Phong Mỹ? Anh mất không có về. Dạ. Cơ mà là bà con của em. Về đây là đổ đất bà con. Dạ. Người ta cho ở đậu. Dạ. Công việc hàng ngày của chị Đẹp làm gì nè? Em hái ớt mà. Hái ớt? Đó, cũng chưa có nhiều. Hái một ngày được nhiêu tiền? Bà nói chừng có một tay à, chừng nguyên một ngày bà thấy con trăm ngàn. Bà nhờ con. Sao có một tay? Bà bị tặng một tay. Là chị hồi bị chị bị từ nhỏ luôn hay là hay là? Mẹ non đó. Đẻ non hả? Dạ. À. Rồi chồng chị là sau này là ảnh là bình thường không? Ảnh cũng như cha, ảnh bình thường. À. À. Rồi con hàng ngày con làm gì? Con học rồi tới trưa về hết với mẹ. Mẹ hái không lại con luôn? Dạ, bà bảo con tay à. Không có kêu ông bà. Mới mốt là dạy là kêu mẹ chứ không kêu ông bà như không. Tại vì cái người, thưa vị các bạn, thì cái người miền Tây của mình hay chứ, ổng, ông cái kêu ổng. Cậu cái kêu cậu á, tại cậu á. Nên nó có khi mẹ cái kêu bà, cái là cái từ của miền Tây mình nó rất là quen thuộc thôi thưa vị. Chứ không phải là bé nó nói vậy là hổn đâu nha. Tại vì người miền Tây chúng tôi hay sử dụng cái từ đó lắm. Bữa nay con học con buổi hả? Dạ. Con học buổi sáng. À. Rồi hôm nay người ta có kêu hái ớt lai rai không? Em hái hôm nay hái được có bữa một. Bữa một hả, được nhiêu tiền? Bữa hái được có trăm ngàn. Trăm ngàn. Chỉ kiếm kiểu. Trăm ngàn vậy là hai mẹ con một ngày. Không, là có mình em mình hả? Mà hái từ sáng tới cái người kiều từ sáng tới 5 giờ chiều được 100 ngàn. Dạ.
là nếu mà vậy là mua gạo hết nhiêu tiền gạo rồi, nhiêu tiền đồ ăn rồi còn nhiêu? Mà ít ớt thì không được. Bữa nào mà nhiều nhất là được 100 ngàn, còn ít nữa là không được. Dạ. À. Dạ. Cái tay đó yếu nữa ha. Yếu. Dạ. Dạ. Như thế thì cho nó bà ê ở ngoài đó. Sao vậy? Sao mà yếu quá thì sợ hái hư ớt người ta. Ớt cũng ớt thì nó hai bên nhiều. À. Ít hơn người ta nữa. Ít hơn, ít hơn đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tại vì cái trái ở ngoài bà đê thì nó sẽ không bằng cái trái ở trong. Cái dạ. Trái ở trong thì nó tốt hơn nhiều. Ờ, hái ngoài gò đồ nữa nên cái sản lượng mà mình hái thì nó sẽ ít hơn người ta ha con ha. Ờ. À. Ở cơ bán thì ớt nhiều. À. À. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Duyên năm nay con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 9. Học lớp 9. Sang năm là lớp 10 rồi. Có cố gắng học nữa không con? Con phải cố gắng học lên nữa, đừng nữa mới có cái nghề, đừng mới nuôi mẹ được. Chứ nghĩ nửa chừng là không, là không có làm gì được nghe không, gắng học. Yeah. Ừ. Rồi sao chị có tiếp tục cho bé Duyên học nữa không? Nó học thì nó học, chứ không bao giờ cho nghỉ. Ừ đúng rồi, không cho nghỉ nha. Tại vì nữa cũng không có chữ đâu. Cái căn nhà của chị cất hiện giờ giống em nghĩ, nó giống như trên cái bờ đê quá. Cái đó là cái gò ha. Cái gò trồng dầu gió rồi bị bả cây tạp đó ha. Trồng cồng cái ống cái trồng ở kia. Ờ. Không phải bằng đất bằng đâu. Đúng rồi. Cái gò. Ừ. Là người ta cho cái nhà này chỉ cất lâu chưa? Em cất là cũng 2 năm rồi. 2 năm. Nhà nước cho hả? À, cũng như nhà ước ở chùa được cho, khổ người cứ cho người có 200 thùng cơm nữa khác á, một người cho á. Dạ. Còn Duyên con đi học xa không? Đi học xa không? Dạ, học bên chú trẻ mà anh chưa thấy có cái trường á. À, nãy chắc chú chạy lên chưa thấy có cái trường á. Ừ. Con thì học thì cũng học bình thường thôi, không giỏi mấy. Dạ, tại đúng. Có khi bé nó lo đi hái ớt đồ phụ mẹ nên nhiều cái công việc học hành cũng bỏ bê tí xíu. Gắng đi con, nói vậy chứ việc học là mình là việc chính. Dạ. Cái nào thời gian rảnh thì đi phụ mẹ hái ớt thuê cho người ta thôi, còn nhiều công việc là công việc chính của mình là phải đi học. Thôi giờ vậy thì em thưa chị nè, tại vì dạ. Hôm nay á có Mạnh Thường Quân của em mà xem được cái clip của chị trên mấy kênh của mấy anh kia. Dạ. Thì hôm nay em đến đây thì để trao cho chị số tiền là 1.500.000 đồng để chị ăn Tết. Dạ. Mà thời gian Tết đến thì nó em lu bu quá không có đến trao cho chị được, thì hôm nay đến đây trao cho chị số tiền là 1.500.000 đồng của chị Lan với anh Dũng ở Canada. Chị Lan với anh Dũng ở Canada gửi cho hai mẹ con 1.500.000 đồng để ăn Tết. Thôi bây giờ là cũng như giống như ăn Tết muộn đi. Dạ. Ăn Tết muộn đi ha. Dạ, cảm ơn chú Lan và cô Dũng. Đúng, cô Lan chú Dũng. Dạ, cảm ơn cô Lan và chú Dũng. Hình như là cô Lan với chú Dũng có cho con cái gì rồi đó chú. Đúng không? Gửi chú Kha cho đó. Dạ. À. Thôi thì con ngồi đi. Rồi, Vũ Chiến cũng thay mặt cho cho tất cả mọi người ở đây. Năm mới thì chúc cho chị Lan với anh Dũng thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc, làm ăn thì phát tài. Còn Vũ Chiến chúc riêng cho tất cả các Mạnh Thường Quân hoặc là những người xem kênh Vũ Chiến năm mới thực hiện dồi dào sức khỏe. Sao chị lại cười hoài á? Bé nói lộn lại gì vậy chứ? Trời ơi, chị hồn nhiên ghê không? Bé nó kêu là cô Dũng chú Lan, cái bắt đầu chị cười. Chị có cảm ơn gì chỗ chị Lan với anh Dũng không? Chị cảm ơn đi. Thôi, chị nói một cái đi, chị nói một cái. Nói bất cứ à.
Cảm ơn. Vậy là nếu chị khó nói, vậy là hồi hồi bao nhiêu tuổi, hồi nhỏ tới giờ luôn hả chị ha? Vậy là hồi từ từ nhỏ luôn, từ nhỏ luôn. À. Út hết mà Út là người ta nói là Út sẽ gánh hết. Đúng rồi, 12 người kia không 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 có gì. Thường thường người ta sẽ là Út, những người Út là những người Út thiệt thòi nhất và gánh hết. Bây giờ mấy anh em vòng vòng đây hả hả chị? Vòng vòng đây hả hả? Dạ. Rồi. Dạ. Đúng rồi, bây giờ người ta cuộc sống gia đình của người ta thì cũng có gia đình riêng hết chứ, người ta cũng đâu có lo nổi cho mình. Dạ. Rồi bây giờ thì em lên đây để gửi cái phần quà của Chi Lan Vĩnh Dũng cho đến hai mẹ con. Thì năm năm mới chúc cho hai mẹ con có thật nhiều sức khỏe nha. Và con gái nè, chúc con gái học giỏi nha con. Rồi con bây giờ em có thể xin phép hai mẹ con em về. Rồi và thưa với các bạn thì video vũ chiến hôm nay đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.